Ira ammo sukho matang gà lắng nghe hoa ná ru. Tốt hơn hãy sống một mình, người ngu kết bạn đồng hành chẳng nên, ác xa rời bỏ não phiền, chú voi cô độc vui miền rừng xanh. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Như Đức. Dạ, cảm ơn Vipassana đã phát bài, kính mời chị Cẩm Vân ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức tuệ nhẫn cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 330. Ê Cát Xá Chá Rí Tăng Si Vô Ná Thí Pa Lê Xá Hà Giá Ta Ê Cô Chá Rê Ná Chá Pa Pa Ní Cá Nhí Ra Áp Pô Sú Cô Ma Tăng Cá Râm Nhê Quá Na Vô Ê Cáp Xá Chá Rí Tăng Si Vô Nắp Thí Ba Lê Xá Hà Giá Ta Ê Cô Chá Rê Ná Chá Pa Pa Ní Cá Già Cá Rí Già Ra Áp Cô Sú Cô Tá Tăng Gá Răng Nhê Quá Na Gồ Ê Cá Xá Chá Rí Tăng Sê Vô Nắp Thí Ba Lê Xá Hà Giá Ta Ê cô chá rề ná chá pa pa ní cá dí ra áp cô xú cô mà tăng gá ranh nhì quá nà gù tốt hơn sống một mình không người ngu kết bạn độc thân không ác hạnh sống vô tư lự như voi sống rừng voi bản phổ thơ của Hòa Thượng Minh Châu tốt hơn hãy sống một mình người ngu kết bạn đồng hành chẳng nên ác xa rời bỏ não phiền chúa voi cô độc vui niềm rừng xanh bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và mến mời bàn tay của huynh Quách Thanh Á. Dạ, xà thu lần tay xít cẩm vân nam mô bút tha giá nam mô tham ma giá nam mô sẵn khai giá kính đại lễ ba ngôi tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 330. Dạ, kính cảm ơn các quý vị cho biết nghe rõ. Ekasa charitang sayo nati bale sahayata eko chare na cha papani kajira apo sukho matangaranye vanago ekasa charitang sayo nati bale sahayata Eko chare na cha papani kajira Apo sukho matangaran ye vanago Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự như voi sống rừng voi. Bản phổ thơ của bản dịch của Ngài Minh Châu. Tốt hơn hãy sống một mình, người ngu kết bạn, đồng hành chẳng nên. Ác xa rời bỏ não phiền, chúa voi cô độc, vui miền rừng xanh. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức, Già Nam Mô Phút Sa Gia, con xin được xin mời xin. Bệnh từ tiếp theo. Dạ, Nam Mô Phút Sa Gia, Nam Mô Tham Ma Gia. Nam mô Sang Kha Giá, con kính lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ sư
Tuệ Nhẫn, con kính lễ sư Minh Hạnh và con kính lễ ba quý cô tu nữ trong đạo tràng. Và con kính chào đạo tràng. Cảm ơn sis Vinh Bất Thana đã đưa bài lên. Và con xin trả bài câu pháp cú 330 ạ. Ekassa charitang seyo natthi bale sahayata eko chare nacappa nikayira apposukoma tanyaranne wanago. Ekassa charitang seyo natthi bale sahayata eko chare nacappa nikayira apposuko ma tanyaranne wanago. Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư vô lự, như voi sống rừng voi. Đó là bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ekassa charitang seyo natthi bale sahayata eko chare nacappa nikayira apposukho ma tanyaranne wanago. Tốt hơn hãy sống một mình, người ngu kết bạn đồng hành chẳng nên. Ác xa rời bỏ não phiền, chú voi cô độc vui miền rừng xanh. Đó là bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin kệ câu pháp cú 330 ạ. Ekassa charitang seyo natthi bale sahayata eko chare nacappa nikayira apposukho ma tanyaranne wanago. Ekassa charitang seyo natthi bale sahayata eko chare nacappa nikayira apposukho ma tanyaranne wanago. Dạ con đã đọc và kể xong. Dạ rất cảm ơn Vinh Vithana. Dạ rất cảm ơn đạo tràng. Dạ bây giờ xin mời bàn tay của Sít Lạc ạ. Nam mô Bố Tha giá. Dạ cảm ơn con Tâm Phương, con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Nam mô Bố Tha giá. Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Tha giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Chư Đại Đức Tăng, con kính đảnh lễ cô tu nữ. Cảm ơn điện từ. Dạ kính cảm ơn cái vị kế tiếp nha, từ vị trễ giờ đi làm rồi. Dạ, con xin tranh thủ đã đọc câu kệ số 330. Dạ. Ekassa charitang seyo natthi bale sahayata eko chare nacappa panikayira apposukho ma tang garang nhẹ qua na go. Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống vô tư lự, như voi sống rừng voi. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: tốt hơn hãy sống một mình, người ngu kết bạn đồng hành chẳng nên. Ác xa rời bỏ não phiền, chúa voi cô độc vui miền rừng xanh. Dạ đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ con không làm mất thời gian, xin kính mời vị kế tiếp ạ. Con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào toàn thể đạo tràng
Dạ thưa con xin kính đọc ba câu 330. Ekkhasa chattittam seyo natthi pale saha yata eko chattena cha papani kayi kayi ra apo suko ma tanga rane wa nago. Ekkhasa chattittam seyo natthi pale saha yata eko chattena cha papani kayi ra apo suko ma tanga ranye wa nago. Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hạnh, sống lưu vô lự, như voi sống rừng voi. Như voi sống rừng voi, tốt hơn người ngu kết bạn đồng hành chẳng nên, ác xa rời bỏ não phiền, chú voi cô độc vui vui miền rừng xanh, hòa thượng giới đức. Thưa con xin hết. Dạ, sa thú kính cảm ơn sức chị Na. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Răng Đông, cảm ơn hậu chùa Phước Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được đọc và kể một lần. Dạ, sau đó thì con thỉnh Pháp Sư ạ. Ê ca sa cha đi tăng say yô đá thi bà lê sa hà gia ta. Ê cơ cha rê đá cha bà đi ca di ra. Áp phốt su khô mát tăng ca rành nhê và na gô. Tốt hơn sống một mình, không người ngu kết bạn, độc thân không ác hành, sống vô tư vô lự như voi sống rừng voi. Dạ, đây là bản chuyên ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, Nhật Bình kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, bây giờ Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình tán tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức tuệ nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang, luôn chờ trời lô mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa đành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi, rõ đường an vui. Phàm thiên vần ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhân chẳng dĩ ơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị phù dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thổi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh người khắp chốn đi, tối mê cầu được trì trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh đại đức tuệ nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 331.
Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ. Bây giờ thì và trước khi vào thời pháp, chúng con xin đảnh lễ ơn đức Tam Bảo ạ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi sakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassami suvatipanno bhagavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ namassami. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh với thánh pháp, người ấy thực hành và sẽ thấy được chân lý giác ngộ. Con xin nghiêm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo, Tăng Bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Với những ai có niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy chắc chắn sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và nhất là thành tựu niềm tin và chánh kiến giác ngộ niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên kính dâng đến chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên đức vua trời đế thích, tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càng thác bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân, atula, diêm chúa, và nhất là chi phước báo này đến tất cả quý đạo hữu Phật tử. Xin quý vị, quý cô tu nữ tùy hiện phước báo thanh cao này để cùng tiến hóa trong sự tu tập và thấy rõ lý tứ thánh đế ngay trong đời sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Tha Giá. Bao giờ cũng vậy, trước khi vào thời pháp, chúng con và sư luôn luôn nói đến quý vị rằng chỉ có thế giới của cái thấy và cái được thấy. Cái được thấy thì không phải là cái thấy. Cái được thấy, bất cứ cái được thấy là cái gì thì cái đó cũng chỉ là vô tri, vô giác. Chúng không biết nói, biết cười, biết vui, biết giận, biết hờn, biết buồn. Do vậy đối tượng chúng không có tu. Mà cái thấy chúng cũng không có tu. Chỉ có trí tuệ hiểu về thì thấy được các pháp này do duyên sanh, thì chính là cái nguồn trí tuệ nó sanh khởi từ cái sự nghe đúng pháp đó, nó phát triển lên. Chỉ có cái nghe và cái được nghe, cái nghe nó nghe cái được nghe, còn cái được nghe không nghe cái nghe. Cái được nghe nó chỉ là một âm thanh, và cái được nghe nó cũng không muốn nghe, và cái nghe nó cũng không muốn nghe âm thanh. Nhưng mà có âm thanh thì nó nghe. Nó không có buồn vui giận hờn với âm thanh, mà âm thanh cũng không có buồn vui giận hờn với nó. Không có ai cả. Thì có thế giới của mùi và cái được ngửi mùi. Mùi thì chúng cũng không muốn cái ngửi chúng. Chúng cũng không biết cái ngửi chúng là gì. Mùi không phải là đàn ông đàn bà, không buồn không giận. Mùi chỉ là vô tri vô giác mà thôi. Chỉ có cái ngửi mùi, và không phải lúc nào cũng có ngửi mùi, mà mùi nó sanh khởi do duyên, không ai chọn lựa được chúng. Chỉ khi mùi sanh khởi mới có cái hiểu về mùi, nhưng mà đôi khi mùi rất nhiều khoảnh khắc của mùi sanh khởi, nhưng không có cái hiểu về mùi, nên là bị chấp ngã rằng tôi ngửi hay ai đó. Chỉ có thế giới của vị, và cái vị, cái được nếm vị, cái được nếm vị nó không mong ước cái vị đó là vị gì, mà cái vị nó hiện khởi nó cũng không biết nó là vị gì, nó cũng không biết cái được ngửi, không biết được cái nếm đó là gì. Chỉ có cái nếm vị biết được cái vị đó thôi. Cái vị đó luôn luôn là vô tri vô giác. Chúng không có sanh ra cái sự giận hờn buồn vui. Cái nếm vị chúng cũng không có,
giận hờn buồn vui gì cả, mà chúng chỉ biết cái vị đó thôi. Cái sự xúc chạm cũng vậy, cũng chỉ biết cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Muôn đời cái thế giới của chúng đã vậy khi chúng sanh lên. Và cái kinh nghiệm đó chính là quả của nghiệp. Và ngay đây chúng ta đã thấy được nghiệp này do nhân quá khứ tạo. Như vậy thì chúng ta đã thấy được vòng duyên sanh bằng quả luân hồi đang ở tại đây. Những cái gì các bạn đang nghe, thấy, ngửi, nếm, xúc chạm trong đời sống hàng ngày chính là quả của nghiệp quá khứ xa hoặc quá khứ gần đang cho quả. Và chúng tất cả chúng ta làm việc phước báo cho đi cái gì cũng chỉ là tứ đại, là đất, nước, lửa, gió lên, không có cái gì phải dính mắc vào trong đó cả. Và cái chúng ta nhận được ở cuộc đời này cũng chỉ đất, nước, lửa, gió, màu, mùi vị và dưỡng chất. Và cái mà kinh nghiệm được nó hàng ngày cũng chỉ là cái quả một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi. Quả xấu, quả tốt thì chúng ta cũng nếm cái vị của đất mà thôi. Do vậy ở thế gian và thế gian này hay thế gian khác muôn trùng, nên là cũng không có con người nào cả, và không có ai đi tái sanh, mà cũng không có ai có trí tuệ. Trí tuệ là một pháp, chứ không phải là trí tuệ của ai đó, không ai tạo ra chúng cả. Các pháp chỉ do duyên mà khởi. Như vậy thì kiếp sau không có tôi sanh ra, mà chỉ có nghiệp sanh ra, phiền não sanh ra và quả sanh ra. Chỉ có ngũ uẩn sinh ra và ngũ uẩn diệt đi, thật là vô thường và đau khổ như khoảnh khắc này mà Đức Phật dạy. Nên Đức Phật đã dạy cho chúng ta vòng duyên sanh ở đây. Vậy thì hãy tỉnh thức về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm trong đời sống hàng ngày, để phá vỡ cái vô minh tâm tối về những cái này mà thôi. Hãy thức dậy đi các bạn ạ. Hãy thức dậy đi, đó là nguồn năng lượng vô tận, tứ thánh đế ở đây. Và đừng có ngã mạn, vì năng lực của trí tuệ là vô biên. Nếu như mà chúng ta chấp ngã ở đâu thì chúng ta sẽ bị đứng ở đó và chúng ta chìm xuống. Hãy để cho các pháp tự nhiên và nghe dự pháp tùy theo năng lực của mình và hiểu dần nó lên, đừng có chấp ngã nữa. Những cái ngôn từ, đừng có chấp ngữ và ngôn từ và người này người kia, mà hãy hiểu về các pháp từng chút một. Bây giờ thì sư xin vào cái bài pháp ngày hôm nay. Trước khi vào câu 331 thì xin đọc một lần. Ất tham hí chất tâm hí su kha sa ha ya tu thi su kha ya. Quý vị chờ chút, xin bật cái đèn tối quá. Atham hi chattam hi sukhita sahaya tuthi sukha ya itari tarena punyang sukhang chivita sakha yam hi sapaso dukkhasa sukhang pahanang. Đó là câu nguyên câu Pali số 321. Và nghĩa Việt là, ngài dịch là, khi có nhu cầu sinh khởi, bạn bè là hạnh phúc. Ví dụ như là khi mà chúng ta nhu cầu sinh khởi của chúng ta như là đói, hay là gặp những cái hoạn nạn, hay là đi đâu đó cần có những cái người bạn đi đường xa, thì cái đó là hạnh phúc nhất. Người bạn thân là hạnh phúc nhất. Hoan hỷ với vật này hay vật lọ, bất cứ vật gì là hạnh phúc nhất. Hoan hỷ với những cái vật. Cái vật ở đây tức là cái vật mà để nó nuôi sống cho mình khi mình sinh được, hay là có được một cách trong sạch. Mình không có mong cầu, mong ước gì thêm cái điều, không có tham đắm vào đó. Mình hoan hỷ với cái mình có được ít ỏi. Đó thì đó là điều hạnh phúc nhất. Vào lúc chấm dứt cuộc sống,
phước báo là hạnh phúc nhất. Vào lúc chấm dứt cuộc sống mà phước thiện của mình đã tạo, mà nó ứng khởi tương tác với nghiệp, với cái trí tuệ mà nó thẩm nghiệm được các pháp, và lúc vào cái lúc cận tử đó, cái phước báo đó nó tương tác được nghiệp, nó sanh về những cái cõi người, cõi trời, và sanh ra những cái bậc thiện trí thức, bậc trí ở trên đời, thì cái đó đó là cuộc sống phước báo, đó là hạnh phúc nhất. Từ bỏ tất cả khổ đau là hạnh phúc nhất. Đời sống này mà được nghe lời dạy của Đức Phật, mà từ bỏ đi ý niệm về ngã là hạnh phúc nhất. Từ bỏ đi ý niệm về ngã là từ bỏ tất cả khổ đau. Khi nào còn có ý niệm về ngã thì luôn luôn đau khổ, luôn luôn là đau khổ. Mà từ bỏ ý niệm về ngã mới từ bỏ sanh tử được. Từ bỏ ý niệm về ngã sanh tử. Mà làm sao để từ bỏ được ý niệm về ngã? Chính là chúng ta phải hiểu được các thực tại trong đời sống hàng ngày, để tỉnh giác dần lên và tứ niệm xứ sanh khởi mới bỏ được ý niệm về ngã. Nếu mà pháp học của chúng ta nó chưa đủ để mà hiểu các cái thực tại trong đời sống hàng ngày, không phải là tôi, là của tôi, thì chúng ta sẽ không bao giờ phát triển được hiểu biết, trí tuệ, mà luôn luôn là chúng ta chấp ngã, là tôi phải làm cái này, tôi phải làm cái kia, tôi sẽ như thế này, tôi sẽ như thế khác. Nhưng mà thực tế chánh niệm tỉnh giác thì nó cần có trạng thái yên lặng, bình thản và quan sát một cách từng chút một để thẩm nghiệm vào các cái pháp đó. Bởi vì ngày nào các pháp đó chỉ sanh khởi ở như đó thôi. Hết thấy rồi lại nghe, hết nghe rồi lại ngửi, hết ngửi rồi lại nếm. Sáu căn này nó liên tục, nó hoạt động thay đổi các duyên với nhau ở các căn môn, nên là chúng ta bị lầm tưởng, nên là chúng ta nghĩ rằng là phải ngồi, phải có cái gì đó, thì chính là cái ý niệm về ngã mà chúng ta không phát hiện được, rất là tai hại. Nên là chánh niệm nó sanh khởi không phải là ai đó tìm một cái mục đích cho nó, mà hãy hiểu nó đang là thôi. Hiểu cái pháp đó đang là, bất cứ cái pháp nào là thực tại, 121 tâm hay là 52 tâm sở, 28 sắc pháp, thì tất cả Đức Phật đã nói lên những cái thực tại trong đời sống đó, nó là cái nguồn, giống như là các cái lọc nước mà để cho cái con sông nó chảy. Thì cũng vậy, tất cả những cái thực tại này nó đều là những cái duyên để cho trí tuệ sanh khởi, nhưng mà nó cũng, nếu không hiểu nó thì nó cũng là duyên cho vô minh sanh khởi. Như vậy thì chúng ta chỉ có những thực tại sanh khởi suốt cả ngày, không ai trốn được khỏi cái thực tại đó, mà do quên, do si mê thôi. Si mê cũng là một thực tại, chúng che các cái thực tại, chứ không có cái con người hay là ai ở đây. Nên là chúng ta cần phải biết, từ bỏ tất cả khổ đau là hạnh phúc. Từ bỏ tất cả khổ đau tức là từ bỏ vô minh. Từ bỏ vô minh. Từ bỏ vô minh cho rằng cái thấy là tôi, nghe là của tôi, ngửi là của tôi, nếm là của tôi. Mà không hiểu được chúng chỉ là duyên sanh. Đó. Vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng là chúng ta nói về chánh niệm tỉnh giác như này như kia là chúng ta không có tà kiến. Hiểu như vậy là sai lắm đấy. Đừng có nghe ai nói pháp mà như này như kia, nói là như vậy là cái người đó không có tà kiến. Không phải, tà kiến không phải của ai cả. Tà kiến là một pháp, chỉ khi nó sanh khởi mới có sự hiểu biết về nó. Nó chưa sanh khởi cái tà kiến đó, không ai có thể biết về nó được. Mà chỉ có sanh khởi tà kiến ở nơi người đó, người đó mới thấy tà kiến thôi. Chứ còn nói về tà kiến thì tà kiến nó cũng không có sanh đâu. Nhưng mà lúc mà sân hận cũng không có tà kiến, lúc mà tham nó cũng không có tà kiến, lúc ngã mạn cũng không có tà kiến. Nhưng lúc có tà kiến thì chỉ có tà kiến, chỉ có chánh niệm và trí tuệ mới biết được cái tà kiến, phẩm chất của nó. Khi mà chúng ta hiểu các cái pháp này thì mới thấy được tà kiến. Còn như chúng ta không hiểu được sân là khác, tham là khác, ngã mạn là khác, thì chúng ta cũng không biết được tà kiến là như thế nào. Đó. Chỗ đó đó là
Không cần phải nói chánh niệm tỉnh giác ở đây là gì. Cái người nào mà hiểu về tường tận các thực tại thì người đó tự biết cái con đường đi. Đó là giáo pháp của Đức Phật dạy. Như vậy ở chỗ này là từ bỏ tất cả khổ đau là hạnh phúc, là từ bỏ vô minh. Từ bỏ vô minh không phải vô minh về cái gì, vô minh về thấy, về nghe, về ngửi, về nếm, về xúc chạm, về suy nghĩ, về cái sự sinh hoạt của danh sắc trong đời sống hàng ngày, chứ không có từ bỏ vô minh ở đâu đâu. Vô minh ngay sau cái khoảnh khắc thấy nghe ngửi này là đã có vô minh rồi. Đó, từ bỏ cái đó đó thì là hạnh phúc. Giờ cái từ vựng thì chúng ta được hiểu như sau nè: át tham hí cha tâm hí sukha sahaya. Khi có nhu cầu sanh khởi, bạn bè là hạnh phúc đó. Ví dụ khi mà chúng ta có nhu cầu thiếu thốn về vật chất, thiếu thốn về cái sự nâng đỡ, đi đường xa vân vân, thì bạn bè là hạnh phúc nhất, người bạn thân của mình mọi cái là hạnh phúc. Cái từ át tham hí, át thá là một cái danh từ trung tâm ở cái câu pháp cú này, là chia theo định sở cách. Trong khi có nhu cầu, khi mình có nhu cầu về một cái gì đó khó khăn mà lúc đó có người bạn thân giúp đỡ thì thật là tuyệt vời. Rồi cái từ cha năm hí thì chúng ta biết là cái từ căn của nó là căn chan. Căn chan là cha tát tí đó. Nhưng mà ở đây gọi cha năm hí tức là nó đã chia theo quá khứ phân từ rồi, mà nó chia theo định sở cách. Định sở cách nên là nó trở thành cái từ là cha năm hí, một cái động từ thuộc về quá khứ phân từ, là khi đã được sanh khởi hay là lúc sanh lên. Lúc sanh lên. Cái từ sukha thì chúng ta biết là sukha. Sukha nó là một cái tính từ nam tánh chủ cách số nhiều, là chỉ cho cái sự vui vẻ, hạnh phúc, an lạc. An lạc. Còn cái từ sahaya là sahaya, nó là một cái danh từ nam tánh. Và ở đây chia theo chủ cách số nhiều là những người bạn bè thân thuộc tốt đẹp ở đây. Chỗ này thì phải là bạn bè tốt đẹp. Và tiếp theo nữa, cái câu thứ hai là tút thi xuất kha gia tí tá tí há rê ná, khoan hỷ với vật này hay vật nọ, bất cứ vật gì, tức là yếu vật trong cái phục vụ cho đời sống, cái nhu cầu của cuộc sống đó. Thì khi vị đó có được những cái gì đáp ứng cái nhu cầu của cuộc sống của mình mà mình hoan hỷ, không có chê, không có trách, không có nghĩ ngợi là cần phải có như này như kia, đó thì gọi là hạnh phúc. Và cái từ tút thi thì chúng ta biết là một cái danh từ lữ tánh. Ở cái câu kệ này chia theo chủ cách là hoan hỷ, niềm vui. Tức là mình vui với những gì mình đang có. Mình không có bận rộn, không có mong mỏi là có người này phải cho thêm cái này cái kia vân vân. Đó là một cái niềm vui. Cái này rất là khó. Cái người nào hiểu được nhân quả thì mới có cái trạng thái này. Hiểu được nhân quả là gì? Là bất cứ cái gì mình thọ hưởng được trong đời sống hàng ngày, nó phải đến đủ nhân duyên của nó. Mình có mong cầu cũng không được. Thì cái người đó thật sự hiểu cái điều đó, thì người đó biết có đang có như vậy thì nó chỉ là như vậy hiện khởi thôi. Và rồi những cái gì, thậm chí cái người trí thấy được rằng có những thứ nó tốt đẹp mà mất đi nó còn tốt hơn nữa. Thật sự là như vậy. Thì cái người đó mới hiểu được cái nhân quả. Cái người nào hiểu được nhân quả mới có cái niềm vui này. Chứ còn không có hiểu được, không có niềm vui đâu. Chúng ta đừng có tưởng mấy cái câu kệ này Đức Phật dạy, chúng ta cứ nghĩ rằng như đó là đủ. Không phải. Cái người nào hiểu thật sự được nhân quả là nó chỉ sanh khởi do duyên và các pháp của nó, thì người đó không bao giờ có cái
ước muốn là mong cầu, bởi vì vì đó không có mong cầu, mong cầu không có được, mà ngay đó là trạng thái phiền não, đó thì vì đó hiểu được cái điều đó nên có mong cầu. Nhưng mà chúng ta thì có điều đó không? Chúng ta mong cầu quá lớn và cái từ gia là giá là một cái đại từ quan hệ mà thuộc lưỡi tánh chủ cách, ở đây chỉ cho cái vật này. Tiếp theo nữa là itara là một cái hợp từ gọi là itara cộng với itara. Ita ri ta ri na là một cái nhóm từ, ở đây chia theo sử dụng cách là vật này hay vật lọ hay vật khác. Vật này, vật lọ hay vật khác. Tiếp theo nữa là cái từ itara là một cái tính từ chỉ cho cái từ cái khác. Nhà của chúng ta thì đầy đất nước gió lửa bộn bề ở xung quanh đó, nhưng mà chúng ta vẫn muốn đất nước gió lửa nhiều hơn nữa, phải không? Bản thân sư cũng vậy thôi, muốn nhiều lắm, mà cái gì cũng chỉ là đất nước lửa gió thôi, nhưng mà muốn hết cái này đến cái kia, mà cái thân thức thì nó chỉ chạm cái cứng cái mềm thôi, nhưng mà không bao giờ biết đủ hết, phải không? Chỗ này chúng ta mới thấy ôi rồi sao mà cuộc sống này nó si mê đến thế là còn. Punyan sukhang jivita sankha yamhi, vào lúc chấm dứt cuộc sống phước báo là hạnh phúc. Đó, chúng ta thấy chúng ta cho đi thì cũng là đất nước lửa gió, chúng ta giết hại cũng là đất nước lửa gió, mà chúng ta cướp đoạt cũng là đất nước lửa gió. Như vậy chúng ta thấy cái thái độ tâm của chúng ta nhìn về các pháp, nên là các cái đối tượng nó cũng chỉ như đó, nhưng mà kẻ đi địa ngục, người thì sanh về thiên giới, cái loại tâm nữa sanh về thánh nhân, niết bàn, tất cả. Như vậy thì chúng ta thấy không có tùy theo. Như vậy chúng ta thấy không có dễ gì mà có duyên để mà nghe diệu pháp của Đức Phật từ bậc hiền trí đúng mực. Còn chúng ta biết nè, hiền trí giả thì nó nhiều lắm, nhiều đó, nhiều vô cùng nhiều luôn, nhiều lắm luôn đó. Punyan, punya là cái danh từ trung tâm chủ cách, số đếm chỉ cho phước báo. Phước báo ở đây là gì? Chính là tâm đại thiện của mình, tâm từ của mình, tâm bi của mình. Chúng ta đừng nghĩ là tu tập từ bi này nó có từ bi đâu nha. Hằng ngày chúng ta đối xử với mọi người từ cái thân khí của mình, từ cái tâm của chúng ta đó, cái tâm từ bi đó, chúng ta làm phước chúng ta này kia, đôi khi những cái lời nói ngọt ngào cung kính trước sư, nhưng mà ở trong đó đầy tham sân si, ngã mạn, ganh tị và hống hách và cái gì nữa vậy, và xảo trá ở trong đó. Còn cái người mà thực sự thấy pháp đó mới quý trọng cái tàm quý này, mới biết quý trọng cái lòng từ này nè, từ cái cử chỉ hành động, người đó không có phân biệt, không bao giờ có phân biệt, mà bất cứ đối tượng nào cũng đều có một cái thái độ trân trọng hết đó. Lòng từ nó sanh ra từ đây này, chứ không phải ngồi một đống ở đó rồi chạy tâm từ là nó có tâm từ. Các bạn hiểu lầm với nó, hiểu sai các pháp ghê. Tâm từ nó phải bắt nguồn từ cái thiện tâm, mà nó có trí đối xử nhân cách, ứng xử trong đời sống hàng ngày, nói lên cho bạn biết bạn có từ tâm hay không. Chứ không phải là chúng ta nghĩ tâm từ nó ở đâu đâu, ngồi một đống ở đó để trải tâm từ, con trải tâm từ như này như kia, còn gặp mọi người thì tâm của chúng ta nó gian xảo như nào chúng ta không hề hay biết nó, mà lấy đâu mà có tâm từ được, phải không? Nếu mà các bạn thấy cái sự nguy hiểm của các phiền não thì mới thấy được nó.
Như vậy là Punya này, danh từ chứng tánh chủ cấp, là phước báo. Phước báo ở đây những là cái đại thiện tâm mà chúng ta thấy được, thấy được cái phẩm chất giới hạnh, phẩm chất đức hạnh của mình. Đó, đó là phước báo. Phước báo thì chúng ta biết rồi, phước vật, phước đức hay là phước trí ha. Nhưng mà tụ chung lại tức là tâm đại thiện của chúng ta hàng ngày, chúng ta giao tiếp Phật pháp không phải lên đây học mà rồi là chúng ta ở đây không, mà kể cả chúng ta đối xử với vợ, với con, với người làm công, thậm chí chúng ta coi truyền hình này kia, tất cả mọi thứ chúng ta phải sống với pháp, với chánh pháp, chứ không phải là chúng ta nghĩ là lên đây là chúng ta sẽ học pháp, không phải. Mà chúng ta đối xử với người bạn đời của mình, con cái của mình, tất cả phải dựa trên chánh kiến hết, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng là cứ gặp sư rồi chúng ta có vẻ học hành lễ nghi lễ này kia, còn đối vợ con của chúng ta đối xử sao cũng được. Đó là người không có hiểu pháp, không bao giờ hiểu chánh pháp được. Nhớ như vậy. Xuất khăn, xuất khát là một cái tính từ trung tâm chia theo chủ cấp, là đem đến cái trạng thái an lạc, vui vẻ, nhẹ nhàng, tươi mới của tâm. Đó. Rồi có gì? Chi quý tá sân khát dâm thiết. Nó là một cái hợp từ chi quý tá cộng với sân khát giá. Nó là một cái nhóm từ lam tánh. Ở đây cũng chia theo định sở cách, là vào lúc chấm dứt mạng sống. Vào lúc chấm dứt mạng sống mà người đó không có luyến tiếc, không có ái luyến thân bằng quyến thuộc, thấy rõ cái đời sống vô thường và thấy được cái phước báo mình đã tạo, tâm của mình không cảm thấy hối tiếc về cuộc sống, không cảm thấy hối tiếc về cái cuộc ra đi này. Và chúng ta biết tất cả những cái gì bỏ lại, bây giờ cái tâm cần tử rồi, tất cả những cuộc sống ngay chúng ta sống đó là ảo mộng rồi. Và chúng ta biết đời sau là một sống khác, một kiếp khác, không còn là thân này nữa, không còn là quyến thuộc này nữa, không còn là vợ chồng này nữa, không còn là tài sản này nữa. Lúc này người đó mới gọi là người hiểu pháp được. Quý vị đã chuẩn bị gì cho mình chưa? Hay là chỉ chuẩn bị những cái dính mắc đời sau cho mình thôi? Cuộc đời này uổng nhất là bao nhiêu người giàu có đi tạo phước trong chánh pháp của Đức Phật mà không phát triển trí tuệ. Đó là một cái tội đồ nhất của người con Phật. Đó là một sự mà tai hại nhất cho giáo pháp này. Chỉ hằng ngày chỉ nghĩ đến mấy cái đồng tiền, mấy cái sự trai tăng, trai tục rồi này kia mà chúng ta quên mất cái diệu pháp vô cùng quý báu để ra khỏi sanh tử, thì nó vô ích quá. Nó không, nó đem đến cái sự nguy hại. Sanh khá giá. Từ sanh khá giá là gì? Từ sanh cộng với khá giá là một cái danh từ nam tánh, là sự chấm dứt hoàn toàn, sự đoạn tận hoàn toàn. Đoạn tận hoàn toàn, đoạn tận gì? Đoạn tận si. Đoạn tận si. Vô minh. Tiếp đầu ngữ sanh là hoàn toàn. Khá giá, danh từ nam tánh là sự chấm dứt, sự đoạn tận. Sapaso Dukkhassa Sukham Pahanam
từ bỏ tất cả khổ đau, hạnh phúc. Từ bỏ tất cả khổ đau và hạnh phúc là gì? Là từ bỏ tất cả sắc thọ hành thức, không còn chấp về quá khứ là tôi, tương lai. Và chúng ta thấy tất cả tương lai cũng chỉ là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, nó sinh ở đâu đó cũng trong cái tam giới này thôi. Cũng như chúng ta ngày hôm nay ở đây thì cái giới, cái thế, cái thấy, nghe, ngửi ở đây, ngày mai có duyên đi qua Mỹ thì này có những cái thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng lại tiếp tục sanh khởi, không chạy đâu khỏi mấy cái này cả. Hàng ngày, suốt cả ngày nó chỉ có như vậy thôi. Thì có phải là thấy là khổ và nghe là khổ, ngửi là khổ, đếm là khổ, xúc chạm là khổ? Đó là thánh đế đó à, nói đơn giản nhưng mà thật sự không ai thấy cái đó là khổ đâu. Ai cũng muốn thấy, muốn nghe, muốn ngửi, muốn nếm, muốn xúc, muốn chạm những cái điều ưa, điều thích hết á, chứ đâu có thấy cái đó là khổ. Trời ơi, mỗi một lần mà Phật tử đến cúng dường này kia hoan hỷ, làm sao mà thấy khổ? Không có thấy khổ. Rồi lại muốn tiếp, đói một cái này lại nhớ những cái người đó, rồi ai nó lại sanh khởi. Không có biết thấy là khổ, mà cũng không biết thấy nguyên nhân là khổ. Chúng ta gặp nhau một chút xíu thôi, lúc đầu rồi còn thiện pháp, chứ sau là ái luyến, rồi sân hận, rồi ganh tị tật đố. Có phải vậy không? Chứ đâu có tâm từ mãi mãi đâu. Không có chuyện đó. Có. Ôi, ở đây đầy người đang nghe pháp, nhưng mà cũng nhiều người sanh ra những cái tâm bất thiện đối với những cái đang được nghe này nè. Đó là các pháp do duyên sanh. Chúng ta không có, nó ở ngay đây thôi. Nếu mà chúng ta hiểu được thì rất là hạnh phúc. Sao? Có gì? Chúng ta tưởng, phải không? Cái từ sapaso tức là một cái tràng từ chỉ cho tất cả, cái tất cả. Đúc khá sát, đúc khá là chúng ta biết là danh từ lam tấm. Ở đây là chia theo sở thuộc cách hả, của sự khổ đau, của sự khổ đau. Có hà năng, căn hà cũng lá, là danh từ trung tâm chia theo chủ cách là sự từ bỏ, sự lắng xa. Từ bỏ gì? Chúng ta thường nghĩ rằng tu tập là phải ngồi, phải loại bỏ gì đó. Không phải. Không phải. Hiểu thực sự các pháp thì thấy từng tính chất các pháp, thấy nó không có ngã, đó là giải thoát thôi. Không có cái ai ở trong này hết. Nhưng mà nó rất khó hiểu, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã từng vân tập nhiều đời, nhiều kiếp cái thói quen cho phiền não, cho vô minh này. Nên là rất khó có những người nghe về những cái thực trong đời sống hàng ngày này. Và kể cả chúng ta có thuyết giảng giáo pháp Đức Phật cái chăng nữa, chúng ta toàn leo những cái câu chuyện xa xưa, diệu vời. Chuyện đó chúng ta mê hoặc trong cái sự sanh tử, là kiếp này kiếp sau là tôi như thế này như kia. Nhưng mà cái pháp duyên sinh 12 nhân duyên nó ở đây nè, nó sanh khởi suốt cả ngày, từ sáng đến chiều cho lúc ngủ say à. Chứ không phải vòng 12 nhân duyên nó ở đâu đó. Phải vậy, nó không phải vậy. Thật sự là vậy. Suốt ngày hết thấy rồi này, nghe hết, nghe này ngửi, mà chúng ta tưởng chúng ta mở mắt rồi chúng ta thấy suốt ngày. Không phải đâu. Cái thấy là cực kỳ ngắn ngủi, mà chỉ có cái thấy thì mới thấy đối tượng thị giác được thôi. Cái nghe nó không thấy đối tượng thị giác, nó không biết đối tượng thị giác là đàn ông đàn bà đâu. Sai. Cái nghe nó chỉ nghe âm thanh thôi. Thế giới của nó là vậy. Dầu muôn đời nó được sanh lên thì nó cũng vậy thôi.
cái nghe không từ đâu đến và cái âm thanh nó cũng không từ đâu đến. Nó tự duyên của nó, mà nó sanh rồi nó diệt. Vậy là nó được nghe về chánh pháp hay không, nó đều phụ thuộc vào duyên của nó. Ở trong này có nhiều người cũng không có duyên để nghe chúng tôi thuyết giảng, tất cả đều là duyên. Duyên về các pháp. Nhiều người ta nghe thấy người ta cũng ghét, cũng ném đá cho bẻ đầu đó, chứ đừng nói chuyện. Chuyện đó là chuyện của pháp, đó là như vậy. Chúng ta thấy tất cả mọi duyên thôi. Bây giờ tiếp theo nữa là cái từ Pahanang rồi, là cái sự từ bỏ lắm xa. Lắm xa. Từ bỏ lắm xa. Vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn. Đó là cái câu kệ mà Ngài Minh Châu dịch. Suy nghĩ rằng chỉ cần nói một chút về pháp chân đế ở đó nên là quý vị đã thấm à. Quý vị, những cái người nghe dự pháp với Phật quen rồi, bây giờ quý vị cảm thấy nó bừng tỉnh. Nên là chúng ta chỉ cần nghe một chút xíu đúng đắn này là chúng ta biết là chi kiến đó, cái nguồn sanh khởi của chánh kiến nó về liền. Nó được tương ứng diệu pháp rất là kỳ diệu phải không? Và kính bạch chư đại đức tăng, vào phần 2 thì cái câu pháp cú này thì nó với ba câu pháp cú mà Đức Phật thuyết trong cái bài thuyết giảng của Ngài. Là vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn. Vui thay hiếu kính mẹ, vui thay hiếu kính cha, vui thay kính sa môn, vui thay kính hiền thánh. Vui thay già có giới, vui thay tính an chú, vui thay được trí tuệ, vui thay ác không làm. Và ba câu kệ ngôn này đó thì được Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại một thảo am trong rừng Himalaya, và đề cập đến Ma Vương. Và tương truyền rằng thời đó thì các vị vua cai trị xứ đó, thần dân ở xứ đó thì rất là khắc nghiệt. Và khi đó thì Đức Thế Tôn quán thấy thần dân bị cái hình phạt nặng nề của những cái vị vua bất minh, bất chánh đó. Thì Ngài an trú vào cái tâm bi quán. Và ta là một minh quân, không Ngài quán thấy là trước kia Ngài là một minh quân, kiếp trước đó. Ta không có hà hiếp hay là áp chế kẻ khác, không có tranh thắng bại, vô tư luôn đem lại hạnh phúc cho mọi người. Thì lúc bấy giờ Ma Vương hiểu được ý nghĩa của Đức Thế Tôn. Sa môn Gautama có cái tư niệm, ta là vị minh quân hay sao? Hiện giờ Sa môn Gautama muốn làm quốc vương, nếu hoài vọng như vậy thì ta sẽ có cơ hội chọc giận Ngài. Và rồi đến yết kiến Đức Phật và bạch với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy trị vì vương quốc và trở thành vị minh quân, là không uy hiếp hay áp chế kẻ khác, không tranh thắng bại, vô ưu và đem lại an lạc cho mọi người. Thì lúc đó với cái trí tuệ của Đức Thế Tôn và biết cái người ẩn ý, biết được là Ma Vương đã hướng cái tâm đến, thì Đức Thế Tôn mới trả lời rằng: Lạy Ác Ma, ngươi thấy thế nào về Như Lai mà nói bất nhã như vậy? Thì Đức Ma Vương nói: Bạch Ngài, nếu Ngài đã khéo tu tập tứ như ý túc thì Ngài hãy khóa núi Di Mã Nạp Sơn này
trở thành vàng. Khi ấy cả tôi sẽ phục vụ cho Ngài, nhờ đó Ngài thành kẻ minh vân. Rồi Ma Vương nói lên cái bài kệ rằng núi hãy trở thành vàng, dù tăng gấp hai lần cũng chưa thỏa mãn người. Ai hiểu được như vậy, hãy thực hành chân chánh. Người đã sinh tồn ra thấy khổ đau của dục, tại sao người ấy lại chìm đắm trong dục lạc? Ai hiểu rõ sinh tồn là trói buộc thế gian, sao không chịu thực hành để thoát khỏi sinh tồn? Bà Đức Ma Vương nói xong, nói cái câu kệ thứ hai, và Đức Thế Tôn mới nói rằng: Này ác ma, Như Lai không có gì giống ngươi, vì Như Lai hằng dạy như vậy, ngươi không thể rộng pháp cùng ta được. Rồi Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn này: Vui thay bạn lúc cần, lành thay chi túc các vật dụng, đã tạo thiện đời sống chấm dứt, chấm dứt khổ đau là hạnh phúc. Trên thế gian này sự phụng dưỡng phụ mẫu là an lạc, phụng dưỡng sa môn là an lạc, phụng dưỡng thánh nhân là an lạc trên thế gian. Vui vui thay có giới hạnh từ lúc trẻ cho đến tuổi già, đành thay có niềm tin vững chắc và thành đạt trí tuệ, lành thay không có hành ác. Đó là ba bài kệ mà Đức Phật thuyết. Và cái câu ách thâm hí ở đây chú giải là nghĩa là lên làm những việc như là may y hay là giảng hòa, những sự kiện xảy ra trong tăng chúng, hoặc giải quyết đất đai giữa những người thế tục. Người bạn nào có khả năng làm những việc ấy cũng là những nhà tâm lý đó, có những cái đức hạnh để thì thành tựu hoặc là giảng hòa được, đó là thiện hữu đem lại sự an lạc. Rồi cái từ tút thi xuất kha nghĩa là những cái hàng cư sĩ không chi túc mới sanh những bất thiện, còn bậc xuất gia không chi túc trong vật dụng thường sanh những pháp tà. Cho nên cả tại gia và xuất gia mới không an lạc, vì thế sự chi túc vật này vật nọ tự biết là đủ, tức là đem lại an lạc. Khổ lắm thưa quý vị, đời sống bây giờ chùa chiền chúng ta luôn luôn mời đám dỗ đám quải, mời vị này vị kia thân quen, rồi cứ tổ chức hết cái lễ này đến lễ nọ, Phật tử cũng khổ đau và tự mình đem đó khổ đau, rồi mình lo nghĩ chùa mai ăn cái gì uống cái gì. Chúng ta tự đem những cái phiền não đau khổ vào cho mình, và chúng ta không hiểu được các duyên sanh, nó sanh ra cái gì thì nó chỉ là cái gì thôi. Mắc mớ gì phải bận tâm là phải đuôi người này, đuôi người kia. Chúng ta không có tin tưởng vào diệu pháp của Đức Phật, chúng ta không hiểu được các pháp duyên sanh, nên hằng ngày chúng ta đem đến khổ luyện. Chẳng thấy tình thân, tình bạn ở đâu mà, chẳng thấy tình thầy trò ở đâu mà chúng ta toàn thấy tình tiền và sự dính mắc cuốn lôi chúng ta đi. Thật là khổ đau và khổ đau thì biết này. Một bậc xuất gia không có chi túc trong vật dụng thường sanh những cái pháp tà mạng, và từ đó sanh ra những cái tà mạng. Ngày xưa thì còn dân y có thí chủ này kia, ít nhiều một vài thí chủ sinh còn được trong sạch. Bây giờ là chúng ta kêu gọi người 1 triệu, người 2 triệu, 500 cổ phần, 700 cổ phần,
giáo pháp đi về đâu, giới hạnh đi về đâu, lời dạy Đức Phật đi về đâu, niềm tin của mọi người đi về đâu. Sao chúng ta sống một cuộc sống, chúng ta nói là chúng ta làm gương, chúng ta là người giới hạnh trí tuệ Phật giáo nguyên thủy, thật là đau, phải không? Chúng ta tổ chức, chúng ta thích mời 500-700 vị, và chúng ta phải lo khốn đốn, và chúng ta được cái gì ở đó, hay là chúng ta được toàn cái bất thiện? Pu nhân nghĩa là tạo phước theo ý muốn sẽ an lạc, tức là theo cái ý muốn của mình sẽ an lạc trong lúc lâm chung. Cầu sát phát sát nghĩa là bậc A La Hán đã chấm dứt mọi khổ đau, không luân hồi, là an lạc trên thế gian. Cái từ si lăng là những đồ trang sức như ngọc báu, bông tai, chỉ nổi bật xinh đẹp trong lứa tuổi trẻ, hoặc là nếu người già, trang sức xinh đẹp như hồi còn trẻ không được, họ sẽ cho là người loạn trí. Còn giới hạnh như là ngũ giới, thập giới, vân vân, luôn đem đến cho mọi lứa tuổi, mọi hoàn cảnh, mọi kiếp sống. Chỉ đến tuổi già bằng đem là an lạc và được mọi người khen ngợi. Thật là một người có giới hạnh, do đó Đức Phật gọi là Xuất Khăn Gia Quá Charasina. Hai câu nữa là Sát Tha Patitthita, nghĩa là có cả hai niềm tin, phàm tính và thánh tính, bất động kiên cố là đem lại an lạc, bất động kiên cố với lời dạy của Đức Phật. Câu Xuất Khô Panya Patitthapho, nghĩa là thành đạt trí tuệ hiệp thế và siêu thế, là an lạc. Tapa năng Akara năng, nghĩa là không hành ác, các điều ác, chấm dứt mọi bất thiện bằng thánh đạo, là an lạc trên thế gian. Và dứt thật thì vô số chư thiên chứng thánh quả. Và ngài cận đề là Ma vương tưởng Phật muốn làm vua, thấy có dịp may để cợt đùa, thỉnh Phật cầm quyền cai trị nước, vào vòng danh lợi tính hơn thua. Phật đem nẻ thật dạy ma vương, chớ nghĩ niết bàn giống thiên đường, ở chỗ có vui là có khổ, ngoài vòng danh lợi khỏi tai ương. Suy nghĩ rằng pháp mà nói đến đây nè, quý vị đã đủ cảm thấy hạnh phúc rồi, và quý vị muốn nghe nữa không? Tôi xin mới có 52 dạy thêm ít phút để dạy cho đúng giờ, bây giờ để canh giờ chứ không à. Giáo sư thì nói pháp là không có nói theo cái kiểu mà mấy đâu, nói để hiểu chứ không có. Vui thay bạn lúc cần, vui thay sống biết đủ, vui thay chết có đức, vui thay mọi khổ đoạn. Vậy chúng ta trên đường dài, chúng ta rất cần những thầy tốt, bạn tốt. Mà chúng ta muốn có cái đó, tâm của chúng ta nó phải chân chánh, phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, phải chân thật, phải nhẫn nại, phải biết xa lắm. Đừng có ương ương dở dở. Đừng có lương lương dở dở. Không phải thầy nào cũng tốt, không phải bạn nào cũng tốt. Con đường thánh hạnh này nó không chấp nhận cái điều đó được, thưa quý vị. Nên là chúng ta không có người bạn tốt nhiều là như vậy. Đôi khi chúng ta làm phước nhưng mà thật sự là nước mắt cũng đầy mặt,
về nhà chúng ta cảm thấy sầu muộn, khó chịu, làm một cái gì để đi làm phước về nhà mà nó cứ gai gai ở trong người, nó không thoải mái, không vui tươi. Lý do tại sao? Lý do chúng ta làm bằng sự khiên cưỡng, nhút nhát, và chúng ta nghĩ lệ thuộc. Chúng ta không có bạn tốt, không có thầy tốt là như vậy, không có sự cởi mở. Và chúng ta cứ nghĩ rằng đối tượng thị giác nó là ai đó ghê gớm lắm. Và chúng ta quên mất cái tâm của mình. Tâm của mình thánh thiện. À, đối tượng thị giác đó giàu có là ai đi chăng nữa, giàu là Đức Thế Tôn của mình đứng ở trước mặt, mình cũng biết đây là đối tượng thị giác. Và tâm này phải là tâm thiện. Lúc đó mình mới tương ứng với con của Ngài. Mình phải có cái chánh kiến là như vậy. Nhưng mà vui thay bạn lúc cần á, khi mà chúng ta làm phước, làm giết, làm cái gì chăng nữa, chúng ta phải suy xét cẩn trọng thì mới có thầy tốt, bạn tốt, mới có các bậc thầy thánh nhân, mình mới trở thành bậc thánh nhân được. Tại sao nhiều người không có người bạn tốt nào? Chúng ta biết là người mà không có bạn tốt á, không có thầy tốt á, không gặp được những cái bậc như vậy á, thì chúng ta thiệt hại vô cùng về trí tuệ, không có nhân cho giải thoát. Và chúng ta biết là bốn cái nhân mà đắc tu đầu nguồn là cái nhân đầu tiên là phải gặp bậc hiền trí. Mà chúng ta biết được bậc hiền trí là một cái người bạn vô cùng tốt đẹp. Ngài không có a du, không có lịnh hót chúng ta khi chúng ta cho cái này cái kia, mà Ngài thấy sai, Ngài chỉnh bằng cái tâm từ, Ngài chỉ những cái lỗi thật sự, mà Ngài cũng không chấp. Và kể cả cái người bạn của chúng ta cũng vậy. Cái người bạn có chí mới là người bạn tốt, người bạn thiện. Người bạn đó giúp đỡ không có, không có lề hà, và không có nghĩ nhiều, và không có nghĩ trả, hay không có nghĩ ơn gì hết á. Nên là khi chúng ta có những người bạn như vậy đó, thì mới đem được vui thay bạn lúc cần. Là khi nào chúng ta có được những cái người bạn đó, lúc mà chúng ta tuyệt vọng, hay là lúc chúng ta cần một cái gì đó để chúng ta làm những cái việc đại sự đó, liền có những cái người bạn đó, thì còn gì tuyệt vời hơn. Vậy giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Vui thay sống biết đủ. Biết đủ ở đây không phải là chúng ta nghèo hèn, để kể cả chúng ta giàu có lứt đố đổ vách ra, để cuộc sống của chúng ta không có màng tới danh tới lợi. Chúng ta biết đủ, ăn uống biết đủ, chừng mực. Kể cả chúng ta có ít, chút xíu thôi, chúng ta cũng biết đủ. Biết đủ là bởi vì lúc này quả nó chỗ và nó chỉ có nhiêu đó thôi, thì sử dụng nhiêu đó thôi. Có mong cầu cũng không được, mà cái được mà mong cầu đó nó đến cũng chỉ đủ duyên, đủ quả của nghiệp. Mà thường thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta mong cầu rồi, sau đó cái điều hạnh phúc nó đến, thì lúc đó chúng ta nghĩ ý niệm về ngã. Ôi, tôi mong cầu linh không, cái phước của tôi linh không. Chúng ta không hiểu được các pháp do duyên đâu. Và chúng ta phải hiểu tất cả những gì trên đời này, cái xấu, cái tốt ở trên đời này, cái đẹp, cái này, cái kia, chỉ là tứ đại, là đất nước lửa gió. Cho đi cũng chỉ mấy cái này, mà nhận về cũng chỉ mấy cái thứ đó thôi. Cái mà chúng ta xúc chạm, nó không có xúc chạm cái giàu có, mà nó xúc chạm cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Hàng ngày nhà chúng ta đầy,
không cần phải đi kiếm thực tại đâu thôi. Cái nhãn thức nó không, cái thân thức nó không có cầm cục kim cương, nó chỉ xúc chạm cái nóng cái lạnh thôi, không có cái chuyện đó. Thì chúng ta hiểu được như vậy chúng ta mới biết đủ. Mà cuộc sống của chúng ta, cái nhu cầu của cuộc sống nó rất là ít. Và cái người nào càng biết đủ á, thì trí tuệ nó mới xâm. Còn mà chúng ta không biết đủ, chúng ta mong muốn, mong cầu, rồi chúng ta tổ chức, chúng ta làm rình rang đủ mọi thứ hết, mình làm khổ mình, khổ người. Và từ đó nó sanh ra phiền não, nó sanh ra chia rẽ, nó sanh ra ganh tị tật đố, chứ có gì đâu. Suy xét kỹ đi, xem có phải từ những cái thấy nghe ngửi nếm đụng của chúng ta, hằng ngày chúng ta tưởng ai đó đến gọi là chúng ta tổ chức như vậy là người ta cho mình là nổi tiếng này kia không? Nó chỉ là cảm thọ, cái đó chỉ là cảm giác của bạn, bạn nuôi cái cảm giác đó thôi, chứ không ai thích thú với bạn cả. Tất cả chúng sanh có duyên duyên, suy nghĩ duyên, cảm thọ riêng của họ. Giữa chốn đông người, người ta đang cười, nhưng mà tâm của bạn đang buồn bực, bạn có thấy điều đó không? Đó chỉ một cảm thọ sanh khởi ở đó. Đó chính là pháp. Bạn không thấy điều đó thì bạn còn mơ tưởng nè. Là tôi phải như này cho nhiều người biết đến tôi này kia. Không ai biết đến bạn cả. Mà chỉ có những cái cảm thọ nó lường gạt cái tâm trí của bạn thôi. Vui thay sống biết đủ. Vui thay chết có đức. Chết có đức ở đây là gì? Là mình làm những cái việc đức hạnh, nuôi cha, nuôi mẹ, sống với vợ chồng có nghĩa, có ân, rồi là có giới hạnh, có trí tuệ sáng suốt, hiểu nhân quả, vui thay mọi khổ đoạn là chấm dứt cái sự sanh khởi của các quẩn trong tương lai, tức là vun bồi trí tuệ, thấy rõ được lý trí thánh đế trong đời sống hàng ngày, để thấy được rằng thế giới chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm và các quẩn, chứ không có tôi và của tôi. Vì đó ly tham đoạn diệt, vì đó nghĩ rằng dầu muôn trùng cái thế giới trong tương lai sanh khởi thì cũng chỉ là những cái khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, không có cái gì nữa. Phiền não cũng phiền não từ đó thôi, rồi nghiệp nó cũng lại sanh ra. Những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng tốt thì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng của loài người, xấu thì là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng của rắn, của chăn, của rùa, của lai, của mỡn, của địa ngục bằng xâm ngạ quỷ. Chứ không có cái tôi tái sanh, không có cái tôi kiếp sau, không có cái biến thuộc nào từ đây mà đến kiếp sau của quý vị cả. No, chỉ có những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm ở những cái khoảnh khắc này, khoảnh khắc kia, sanh và diệt. Thời pháp đến đây cũng vừa thời lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng chư đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càng khắc bà, súc sanh, ngạ quỷ, phi nhân Atula, diêm chúa, và kính chư phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Kính chư phước lành này đến tất cả các cô chú bác làm ở trong chính quyền, nhất là chính quyền địa phương, mong cho các vị ấy luôn được sự an lạc tấn hóa. Và kính chư phước lành này đến tất cả chúng sanh ngự trong khu đất này, mong cho quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an vui, cởi bỏ oan trái lẫn nhau. Phước báo này con nguyện là nhân, là duyên, thành tựu chánh kiến, thành tựu trí tuệ, thành tựu minh và hạnh, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Vì sanh tử luân hồi là khổ đau, vì diệu pháp của Đức Thế Tôn là vô cùng tối thượng, cao quý. Nam mô Bụt Tha Giả Lạc. Dạ, sa thố, sa thố.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính nhân mít đinh sư. Pavatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha sapa dhamma sapa sangha nupave nasada sutri pavantu te tất cả phước báo hằng có đến người. Xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng. Các sự thành lợi thường thường đến người, xin cho quả có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa minh hành Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya deva ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na ba văn tu vu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thế ra cha mát cha na wa ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su ki ta ba văn tu te cha la mu cha ye pi cha an la sam ba wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa ti cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khổ hồ tu sa mắc vô wa Atha ya cha hi ta ya ta ya cha am he ra tham tu sắc tham mô sắp tê pi tham a cha ri no put thêm sam pha phu ni ya ma tham ma ri ya ba we ni tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào trong nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống.